Chuyện thật như đùa, người nước ngoài bật ngửa khi biết người Việt Nam có thói quen ngủ trưa. Lần đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam, một anh chàng người Mỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy đồng nghiệp của mình đột ngột mang chăn gối ra ngủ ngay tại công ty vào giữa trưa. Anh đã thắc mắc rằng tại sao người Việt Nam lại có thói quen ngủ trưa như vậy. Thật ra, thói quen ngủ trưa là một văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Các nước phương Tây, người ta thường chỉ ngủ một giấc duy nhất vào ban đêm. Tuy nhiên, ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, người ta thường có thói quen ngủ trưa để lấy lại sức sau một buổi sáng làm việc. Có nhiều lý do giải thích cho thói quen ngủ trưa của người Việt Nam. Một trong những lý do đó là khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Việc làm việc liên tục từ sáng đến chiều trong thời tiết nóng khiến cơ thể dễ bị mệt mỏi. Ngoài ra, bữa trưa của người Việt Nam thường là các món ăn giàu tinh bột như bún, phở, cơm. Các loại thực phẩm này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cơn buồn ngủ. Nghe lạ nhỉ? Tại sao ăn tinh bột lại buồn ngủ? Để Grab Việt Nam chúng mình giải thích rõ hơn. Việc ăn quá nhiều tinh bột sẽ dẫn đến tăng lượng đường trong máu, cơ thể sản xuất nhiều insulin, khiến lượng đường trong máu giảm đột ngột, dẫn đến mệt mỏi và buồn ngủ. Tăng sản xuất serotonin. Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ. Tăng lượng máu đến dạ dày. Lượng máu đến não bộ giảm xuống, dẫn đến mệt mỏi và buồn ngủ. Thói quen ngủ trưa của người Việt Nam đã khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy ngạc nhiên và thích thú. Một số người nước ngoài đã chia sẻ những trải nghiệm hài hước của mình khi lần đầu tiên chứng kiến thói quen này. Vì ở các nước phương Tây, thời gian làm việc thông thường là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, với 1 giờ nghỉ giải lao buổi sáng và 1 giờ nghỉ giải lao buổi chiều. Thời gian nghỉ giải lao buổi chiều thường được sử dụng để ăn trưa, đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp. Ngủ trưa tại nơi làm việc là điều hiếm thấy ở các nước phương Tây, bởi người ta cho rằng điều này sẽ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và khó tập trung vào công việc sau khi thức dậy. Dù có thể khiến người nước ngoài cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thói quen ngủ trưa của người Việt Nam lại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngủ trưa giúp cơ thể phục hồi năng lượng, cải thiện tâm trạng và tăng cường khả năng tập trung. Trước những phản ứng hài hước của các bạn nước ngoài khi làm việc ở Việt Nam, cư dân mạng nước mình đã để lại một số bình luận thú vị. Chuyện ngủ trưa ở Việt Nam có từ xa xưa rồi, kể cả học sinh, bộ đội, tất cả đều ngủ trưa, có lợi cho sức khỏe cho buổi chiều làm việc. Các bạn có thấy hay không? Nếu thấy tốt thì làm theo thôi nhỉ, làm theo văn hóa Việt Nam thì có gì là không thể nhỉ? Nhật Bản cũng nên dành chút thời gian để ngủ trưa 1 giờ hay 30 phút. Vì nếu làm vậy sẽ giúp giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi và luôn có tinh thần làm việc trong một ngày. Có khi cũng giảm được tỷ lệ tự sát ở Nhật đấy. Đã chuyển đến Canada được 6 năm và tôi phải nói rằng tôi thì ngược lại. Tôi không thích ngủ trưa vì tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực sau đó. Nhưng ở Canada điều đó không thực sự phổ biến và tôi ghét điều đó. Tôi không thích ngủ trưa khi còn nhỏ nhưng càng lớn tôi càng trân trọng thời gian ngủ trưa. Chỉ cần 10 đến 15 phút thôi ạ. Sẽ làm cho chúng ta tập trung và tỉnh táo hơn vào những công việc từ chiều đến tối. Còn ngủ nhiều quá thì mệt lắm ạ. Em cũng từng không ngủ trưa vì cảm thấy mệt. Sau khi áp dụng cách trên thì hiệu quả và khoa học lắm. Mình qua Hàn học tập được 5 năm rồi, nhưng vẫn không bỏ được thói quen ngủ trưa. Và mình cũng không muốn bỏ. Nếu trưa mình không chợp mắt một lúc thì chiều sẽ rất đau đầu. Người uể oải, cảm giác rất mệt mỏi. Hoặc là mình sẽ phải uống cà phê để cưỡng chế sự mệt mỏi đó. Vì vậy, mình rất thích ngủ buổi trưa. Vậy bạn đã bao giờ thử ngủ trưa theo kiểu người Việt Nam chưa? Nếu chưa thì hãy thử một lần, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ đấy. Nếu bạn đang làm việc tại một công ty nước ngoài và muốn ngủ trưa tại nơi làm việc, bạn có thể tham khảo một số mẹo sau. Chọn một nơi yên tĩnh và thoải mái, bạn có thể ngủ trưa trong văn phòng của mình hoặc trong phòng họp hoặc phòng nghỉ. Nếu bạn ngủ trưa trong văn phòng của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã đóng cửa và che kín cửa sổ để tránh ánh sáng và tiếng ồn. Tạo ra một môi trường thư giãn. Bạn có thể sử dụng một chiếc chăn hoặc gối để tạo cảm giác thoải mái khi ngủ. Bạn cũng có thể nghe nhạc nhẹ hoặc sử dụng máy khuếch tán tinh dầu để giúp bạn thư giãn. Đặt báo thức. Hãy đặt báo thức để đảm bảo bạn không ngủ quá lâu. Ngủ quá lâu có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và khó tập trung vào công việc sau khi thức dậy. Thời gian lý tưởng nhất để ngủ trưa là từ 30 phút đến 1 giờ. Và không nên ngủ trưa quá gần giờ ngủ tối vì điều này có thể khiến bạn khó ngủ vào ban đêm. Với một chút khéo léo và tinh tế, bạn có thể tận hưởng một buổi ngủ trưa ngon lành và hiệu quả tại công ty, ngay cả khi bạn đang làm việc tại một môi trường văn hóa khác. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách like, share và subscribe kênh Grab Việt Nam. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình tiếp tục cố gắng, mang đến cho các bạn những video thú vị và bổ ích hơn nữa trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.